Để truy xuất nguồn gốc và bảo hành tôm hùm cua vua tươi sống, tôm hùm ca gắn cho mỗi em một mã vạch kèm theo hình ảnh và clip ngắn. Dựa theo đặt hàng của đại lý, tôm hùm ca sẽ lựa chọn hàng trong bể đồng thời kiểm soát chất lượng của từng em. Khi xuất hàng cho đại lý, từng em sẽ được đọc mã vạch giống như hệ thống bán hàng ở siêu thị. Để làm sao để thuận tiện nhất xuất hàng, nhưng quan trọng hơn chính là sự đảm bảo chất lượng và dịch vụ của họ bảo hành cho khách hàng sau khi bán hàng. Đối với tôm hùm, cua vua tươi sống, đóng gói và vận chuyển là vấn đề tối quan trọng. Nhiệt độ phải dưới 5 độ C, độ ẩm nước biển 100%, thùng hàng phải kín, vật liệu đóng hàng sạch sẽ và tinh khiết, không độc tố, và đương nhiên cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Ở điều kiện khí hậu vận chuyển của Việt Nam, tôm hùm ca áp dụng cách đóng gói cao hơn tiêu chuẩn mà tôm hùm, cua vua đã vượt qua nửa vòng trái đất. Và đây, 9 thùng, 45 cua hoàng đế đỏ Nga xịn lại lên đường tiếp tục hành trình đến với thực khách. Hy vọng là cách hoàng này sẽ được tiếp tục giữ dưỡng đủ chuẩn, tinh chất và sướng tự nhiên đến tận bàn tiệc việc.